Thầy xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 11 cũng như tất cả các em học sinh đang theo dõi kênh Toán học đam mê. Các em thân mến, trong video trước thầy đã trình bày về phương trình lượng giác cơ bản tăng x bằng m. Ở video này, thầy sẽ trình bày về phương trình lượng giác cơ bản cotang x bằng m. Chúng ta cùng xem mục 4 của bài học phương trình lượng giác cơ bản. Đó là phương trình cotang x bằng m. Phương trình này thầy ký hiệu là phương trình 4. Thế thì trước khi tìm hiểu cách giải về phương trình 4, chúng ta hãy đi tìm hiểu về phương trình cotang x bằng cotang alpha. Các bạn cùng quan sát lên màn hình. Khi biểu diễn một cung ở trên đường tròn lượng giác, chúng ta luôn chọn điểm A làm điểm đầu cho tất cả các cung. Và biểu diễn một cung chính là việc đi xác định vị trí điểm cuối của cung đó ở trên đường tròn. Chẳng hạn, thầy có cung alpha có điểm cuối là điểm M ở trên đường tròn. Và khi đó, để xác định cotang của cung alpha thì chúng ta làm như thế nào? Và trục nằm ngang này có điểm gốc trùng với điểm B, ta gọi là trục cotang. Để xác định cotang của cung alpha thì từ vị trí điểm cuối M của cung alpha, chúng ta sẽ nối với gốc tọa độ O, kéo dài, nó cắt trục cotang tại điểm S. Độ dài đại số BS chính là cotang của cung alpha. Trong trường hợp này, độ dài đại số BS dương. Thế thì ở đây chúng ta có nhận xét điểm M mà chúng ta di chuyển nửa vòng tròn, nó sẽ đến vị trí điểm M phẩy. Và điểm M phẩy chúng ta di chuyển nửa vòng tròn, nó sẽ đến vị trí của điểm M. Do đó chúng ta có các cung có điểm cuối trùng với điểm M và điểm M phẩy thì có số đo hơn kém cung alpha một bội lần của pi. Cho nên để biểu diễn các cung có điểm cuối trùng với điểm M và điểm M phẩy thì chúng ta sẽ chọn một cung có điểm cuối là một trong hai điểm này làm cung đại diện. Sau đó chúng ta cộng một bội lần của pi. Thế thì ở đây thầy chọn cung alpha làm cung đại diện và thầy cộng kpi, là thầy diễn tả được tất cả các cung có điểm cuối trùng với điểm M và điểm M phẩy. Do đó phương trình cotang x bằng cotang alpha tương đương với x sẽ bằng alpha cộng kpi căn nguyên. Thầy nhắc lại, phương trình cotang x bằng cotang alpha tương đương với x bằng alpha cộng kpi căn nguyên. Tiếp theo, chúng ta xét phương trình cotang x bằng m. Phương trình này thầy ký hiệu là phương trình 4. Các em quan sát, thầy đưa ra cách giải của phương trình 4 như sau. Thế thì không giống như phương trình sin và phương trình cos, ở đây với mọi giá trị của m thì chúng ta luôn có, luôn tồn tại một cung alpha để cho cotang alpha bằng m. Và cái cung alpha ở đây chúng ta cũng chia ra làm hai khả năng. Khả năng thứ nhất, cung alpha này đặc biệt. Khả năng thứ hai, cung alpha này không đặc biệt. Ở đây, cung alpha đặc biệt theo nghĩa là chúng ta tra trong bảng giá trị lượng giác. Nếu có cung alpha nào nằm trong bảng giá trị lượng giác mà làm cho cotang alpha bằng m thì chúng ta coi cung alpha này là cung đặc biệt. Còn trong bảng giá trị lượng giác không có cung alpha để cho cotang alpha bằng m thì chúng ta coi cái cung alpha đó là cung alpha không đặc biệt. Chúng ta xét khả năng thứ nhất, có cung alpha đặc biệt sao cho cotang alpha bằng m. Thì khi đó phương trình 4 sẽ tương đương với phương trình chúng ta thay m bằng cotang alpha, ta được cotang x bằng cotang alpha
Và chúng ta áp dụng công thức nghiệm của phương trình cotang x bằng cotang alpha mà thầy đã xây dựng ở trên. Ta được phương trình này tương đương với x bằng alpha cộng kp ca nguyên. Tiếp theo, chúng ta xét khả năng thứ hai. Không có cung alpha đặc biệt, sao cho cotang alpha bằng m. Ở đây thầy nhấn mạnh lại là luôn luôn có cung alpha để cho cotang alpha bằng m. Chỉ có điều trong trường hợp này nó không đặc biệt. Thế thì khi đó phương trình 4 tương đương với x bằng áp cotang m cộng kp ca nguyên. Thầy nhắc lại, trong trường hợp này phương trình 4 sẽ tương đương với x bằng áp cotang m cộng kp ca nguyên. Thế thì các bạn cứ ghi công thức nghiệm này là thầy sẽ giải thích về áp cotang m. Thế thì ở đây áp cotang m chúng ta hiểu như sau. Ta hiểu đây là một cung lượng giác mà cung này có số đo lớn hơn 0 radian, nhỏ hơn pi radian. Và chúng ta hiểu cung này có cotang bằng m. Thầy nhắc lại, áp cotang m thì chúng ta hiểu nó là cung lượng giác có số đo lớn hơn 0 radian, nhỏ hơn pi radian và có cotang bằng m. Tiếp theo, chúng ta xét ví dụ 7. Giải các phương trình sau. Phương trình cotang x bằng căn 3, phương trình cotang x bằng -3, phương trình cotang x bằng -1, phương trình cotang x bằng 0. Các em quan sát, thầy trình bày ví dụ 7. Câu A, phương trình cotang x bằng căn 3. Thế thì đầu tiên, thầy kiểm tra xem có cung alpha nào đặc biệt để cho cotang alpha bằng căn 3 hay không. Thầy sẽ kiểm tra bằng máy tính cầm tay. Thế thì ở trong máy tính cầm tay 570 VN Plus thì không có phím cotang. Do đó để xác định xem có cung alpha nào mà cotang alpha bằng căn 3 hay không thì chúng ta sẽ xác định thông qua tang alpha. Ta áp dụng công thức tang thì bằng 1 chia cotang. Như vậy cotang bằng căn 3 thì tang sẽ bằng 1 chia căn 3. Và chúng ta bấm shift tang, ta nhập vào 1 chia căn 3. Như vậy có cung pi chia 6 để cho cotang bằng căn 3. Do đó ta sẽ thay căn 3 bằng cotang của pi chia 6. Và ta áp dụng công thức nghiệm của phương trình cotang x bằng cotang alpha. Ta được phương trình này tương đương với x bằng pi chia 6 cộng kp ca nguyên. Chúng ta kết luận phương trình có một họ nghiệm x bằng pi chia 6 cộng kp ca nguyên. Tiếp theo, chúng ta xét câu B. Phương trình cotang x bằng -3. Thế thì đầu tiên thầy sẽ kiểm tra xem có cung alpha đặc biệt nào để cho cotang alpha bằng -3 hay không. Thầy sẽ bấm shift tang. Cotang bằng -3 có nghĩa là tang sẽ bằng 1 phần -3 và ta nhập vào 1 phần -3. Như vậy không có cung alpha đặc biệt để cho cotang alpha bằng -3. Do đó, phương trình này tương đương với x sẽ bằng áp cotang của -3 cộng kp ca nguyên. Và chúng ta kết luận phương trình có một họ nghiệm x bằng áp cotang của -3 cộng kp. Tiếp theo, câu C. Phương trình cotang x bằng -1.
Chúng ta có trừ 1 chính là cotang của trừ pi chia 4. Cho nên chúng ta thay trừ 1 bằng cotang của trừ pi chia 4. Và ta áp dụng công thức nghiệm của phương trình cotang x bằng cotang alpha. Ta được phương trình này tương đương với x bằng trừ pi chia 4 cộng k pi k nguyên. Ta kết luận phương trình có một họ nghiệm x bằng trừ pi chia 4 cộng k pi. Tiếp theo, câu D, phương trình cotang x bằng 0 thì ta thay 0 bằng cotang của pi chia 2. Và phương trình này tương đương với x bằng pi chia 2 cộng k pi k nguyên. Tiếp theo, các bạn chú ý cho thầy các vấn đề kiến thức quan trọng sau. Vấn đề thứ nhất, đó là khi chúng ta giải phương trình lượng giác thì ngoài đơn vị đo là radian, chúng ta còn có thể sử dụng đơn vị đo là độ. Chẳng hạn, phương trình cotang x bằng cotang a độ tương đương với x sẽ bằng a độ cộng k 180 độ. Trong trường hợp này thầy đã thay pi bằng 180 độ. Có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng đơn vị độ hoặc đơn vị radian trong một công thức nghiệm. Nhưng mà chúng ta không được đồng thời vừa sử dụng đơn vị độ, vừa sử dụng đơn vị radian. Chú ý thứ hai, phương trình cotang U bằng cotang V, trong đó UV đóng vai trò là những biểu thức của X, tương đương với U bằng V cộng KP, K nguyên. Thầy nhắc lại, phương trình cotang U bằng cotang V, trong đó UV đóng vai trò là những biểu thức của X, tương đương với U bằng V cộng KP. Tiếp theo, chúng ta xét ví dụ 8, giải các phương trình sau. Phương trình cotang 3x bằng trừ 1 phần 2. Phương trình cotang 2x trừ 10 độ bằng căn 3. Các bạn quan sát, thầy giải ví dụ 8. Câu A, phương trình cotang 3x bằng trừ 1 phần 2. Thế thì đầu tiên thầy sẽ kiểm tra xem có cung alpha đặc biệt nào để cho cotang alpha bằng trừ 1 phần 2 hay không. Thầy sẽ bấm shift tang. Ở đây cotang bằng trừ 1 phần 2 có nghĩa là tang bằng trừ 2. Thầy nhập vào trừ 2. Như vậy trong trường hợp này không có cung alpha đặc biệt nào để cho cotang alpha bằng trừ 1 phần 2. Khi đó, phương trình cotang 3x bằng trừ 1 phần 2 tương đương với 3x bằng áp cotang của trừ 1 phần 2 cộng kp, k nguyên. Chia cả hai vế cho 3 ta được. X sẽ bằng 1 phần 3 nhân áp cotang của trừ 1 phần 2 cộng kp chia 3 k nguyên. Và ta kết luận phương trình này có một họ nghiệm, chính là họ nghiệm này. Tiếp theo, phương trình cotang 2x trừ 10 độ bằng căn 3. Thế thì trong trường hợp này đơn vị đo cung, đo góc họ cho chúng ta là đo bằng độ, thì chúng ta sẽ sử dụng công thức nghiệm đo bằng độ. Đầu tiên, chúng ta thay căn 3 bằng cotang của 30 độ. Và chúng ta áp dụng công thức nghiệm cotang U bằng cotang V. Ta được 2x trừ 10 độ sẽ bằng 30 độ cộng k 180 độ. Đến đây chúng ta sẽ chuyển trừ 10 độ sang vế phải, chuyển vế đổi dấu. Ta được 2x sẽ bằng 40 độ cộng k 180 độ. Chia cả hai vế cho 2 ta được x bằng 20 độ cộng k 90 độ k nguyên. Chúng ta kết luận phương trình có một họ nghiệm
Như vậy, trong video này thầy đã trình bày phương trình lượng giác cơ bản cotang x bằng m. Và với 4 video về phương trình lượng giác cơ bản thì kiến thức cơ bản của bài học thứ nhất thầy đã trình bày xong. Trong video tiếp theo, thầy sẽ trình bày cách để làm bài tập trắc nghiệm về phương trình lượng giác. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để theo dõi video mới nhất từ thầy. Và các bạn đừng quên ủng hộ thầy bằng cách like và share để mọi người cùng được biết đến video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.